Tôi là Nguyễn Thành Bác đến từ IT Center. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo kiểm tra điện trở có vòng màu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo kiểm tra điện trở. Thì cái điện trở là một cái linh kiện mà các bạn gặp rất là nhiều trong các cái bo điện tử để vấn đề sửa chữa. Thì ở đây mình thấy trong cái bo nguồn này nó cũng có các cái điện trở. Ví dụ bạn sẽ thấy ở đây có một con điện trở khá lớn, thì điện trở này tầm khoảng là 2W. Thì các bạn thấy có những điện trở lớn và những điện trở nhỏ. Thì các điện trở lớn công suất nó sẽ lớn hơn, điện trở nhỏ thì công suất nó nhỏ hơn. Thì điện trở này khoảng 1W, điện trở này khoảng coi như là 1/4W, vân vân. Đấy, thì có rất nhiều điện trở. Thì các điện trở này trong quá trình sử dụng thì nó sẽ có thể dẫn đến những cái hư hỏng, ví dụ như là đứt thì điện nó không có dẫn qua được, hoặc là nó sẽ bị sai chỉ số, thì nó cũng dẫn đến những cái hư hỏng thường gặp. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách đọc màu trên điện trở, cũng như cách đo xác định cái tình trạng của điện trở như thế nào. Đây tôi có một số cái điện trở, số cái điện trở. Thì đối với các điện trở này nó có những cái vòng màu khác nhau. Đầu tiên chúng ta phải đọc được cái màu mà nhà sản xuất người ta đã định sẵn cho những cái điện trở này, bởi vì cái màu nó sẽ quyết định những cái giá trị cho điện trở. Màu khác nhau thì điện trở sẽ khác nhau. Thế thì chúng ta sẽ đọc cái màu như thế nào cho đúng. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt điện trở đúng cái vị trí. Ví dụ con điện trở này chúng ta thấy có cái màu, nó là 4 màu điện trở. Thì tôi cũng nói luôn, tức là có những điện trở là 4 vòng màu, 5 vòng màu và 6 vòng màu. Thì số vòng màu càng nhiều thì người ta gọi là độ chính xác càng cao. Độ chính xác càng cao tức là sai số càng ít. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với điện trở 4 vòng màu. Thì các bạn đọc ở đây từ trái sang phải, các bạn thấy là nâu, đen, đỏ và nhũ vàng, nhũ vàng hay là vàng kim. Đấy. Thế thì mình quay như thế nào? Thì các bạn phải quay cái màu nhũ vàng, vàng kim hoặc bạc kim, các bạn sẽ quay bên tay phải, bên tay phải thì nó sẽ có 4 vòng màu như thế này. Đó. Đây là 1 vòng 2 3, và các bạn thấy có cái vòng thứ tư, cái vòng cuối á, là nó hơi xa, có khoảng cách xa hơn cho những cái 3 vòng màu đầu tiên. Thì cái vòng thứ tư này vòng sai số. Đó. Các bạn thấy có 4 vòng màu. Thì cái vòng thứ tư, vòng sai số này, chúng ta sẽ quay sang bên tay phải của chúng ta. Quay sang phải chúng ta các bạn. Thì chúng ta sẽ quan tâm tới 3 vòng màu đầu tiên. Thì đối với điện trở 4 vòng màu thì cái vòng thứ tư sai số nó sẽ rơi vào 2 trường hợp. Một là vàng kim
màu vàng nhưng có ánh kim, hoặc là bạc kim. Bạc kim tức là màu bạc mà có ánh kim. Đó, thì cái này là sai số. Từ hai này nó sẽ dao động sai số từ 5 đến 10%. Thì cái này các bạn có thể bỏ qua không quan tâm. Cái mình quan tâm là ba cái vòng màu đầu tiên. Đó là cái các bạn cần quan tâm. Bây giờ ở đây chúng ta đọc được, chúng ta thấy là màu đầu tiên nó có là nâu, đen, thứ hai là đen, và thứ ba là màu đỏ, và thứ tư các bạn có thể bỏ qua không quan tâm. Rồi, thế thì màu nâu thì các bạn phải thuộc ha. Nâu là tương ứng với cái giá trị quy ước quốc tế. Đen 0, nâu 1. Đen 0, nâu 1. Nâu là số 1, đen là số 0, ghi lại các bạn, ghi lại. Đen 0, nâu 1, đỏ 2, đỏ là số 2. Đó, tức là mỗi cái màu nó tương ứng với một cái con số. Thì cái số 2 này mình phân tròn lại. Thì số 1 mình sẽ ghi lại, số 0 mình ghi lại. Cái số 2 mình phân tròn thì có nghĩa là mình nhân cho 10 lũy thừa, mình nhân cho 10 lũy thừa 2. Hay hiểu nôm na đơn giản là mình sẽ thêm 2 số 0 ở phía sau. Và đơn vị mặc định là ôm đó các bạn, 1000 ôm, tức là nó tương đương với lại là 1 kg ôm. Đó, thì đó là cách để mình tính toán về mặt lý thuyết.